đạp nhau leo rào để được tắm miễn phí trên từ Hà Nội. Trong ngày kỷ niệm 15 năm thành lập Thủy Công viên Hồ Tây, Hà Nội đã mở cửa miễn phí cho người dân trong 2 giờ buổi sáng từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Hàng ngàn người ở khắp nơi đã đổ về để vui chơi gây nên cảnh lộn xộn. Tuy nhiên, khi hết thời gian miễn phí, nhiều người dân đã tìm cách vượt rào để vào bên trong. Thanh niên, người trung tuổi, cả phụ nữ đã cố gắng vượt rào sắt với rất nhiều móc nhọn. Đoán trước tình hình, công viên đã nhờ gần 100 người thuộc trật tự phường, dân quân tự vệ để bảo đảm trật tự. Lực lượng bảo vệ của công viên gồm 70 người đã bắt loa thông báo với người dân không trèo ra nguy hiểm, hướng dẫn cho người dân đi theo trật tự tuy nhiên do số người quá đông nên tình trạng lộn xộn vẫn diễn ra phải chăng người dân đang quá tham những gì miễn phí cách đây không lâu thì hàng ngàn người đã đội nắng làm kẹt cả đường phố dẫm lên cây hoa thảm cỏ để nhận thức ăn nhanh giành giật đồ chơi ở sài gòn miễn phí suy cho cùng đều mang ý nghĩa tốt nhưng với những người thừa hưởng cũng cần phải biết chen lấn bất chấp nguy hiểm vì miễn phí là điều không cần thiết